Alo, và chúng ta cùng quay trở lại với trận thi đấu thứ 6 ở trong kèo đấu solo AC thôi. Và kèo số solo AC này có vẻ cân hơn hai kèo trước, khi mà hai kèo trước có tỷ số rất là chống vánh. Kèo thi đấu này thì có vẻ cân hơn rồi. Và chúng ta cùng xem máy game thủ No 1. Một bài thi đấu mà No 1 đang có. Vì như vậy tại sao chỉ có 2 con hiêu nhỉ? Vâng, 2 con hiêu và 3 con voi. À, như vậy anh tách 2 con hiêu từ đàn hiêu đầu 6 con ra. Mà vậy khá ổn, không bị chậm dân. Tiếp tục sẽ là dàn bẫy quả ở đằng xa xa. Và có cầu tiếp con voi về không? Vẫn còn 2 con voi nữa dành cho No 1. Còn 2 con voi nữa cơ. Vâng, thêm một bãi quả nữa dành cho một rất hên. Vâng, anh đi ra ăn cái bầy hươu đầu thì đã gặp bãi quả rất hên dành cho một, và anh sẽ bỏ 3 con voi kia luôn. À, bỏ 2 con voi đằng xa xa luôn, không vấn đề gì cả. Bây giờ thiết kế chiếc S thứ 3. Một bài mà nếu như lên đời xong thì lực sẽ rất khỏe dành cho nó một. Nhưng mà đây không phải là một bài lên đời sớm, mà cần phải chú ý cái điều này. Không phải là một bài lên đời sớm, nhưng mà sau khi lên xong thì sẽ rất khỏe. Bên kia Gunny cũng là người đánh 27 dân. Các em thủ chúng ta đánh bài solo AC này thì rơi xin rất nhiều con đồng dân. Chiếc thứ 3 thì chiếc S thứ 2 thì vẻ hơi xấu. Oh,
Vừa kích đời rồi, bây giờ thì đóng những chiếc EBA của mình lượng. Các bạn ấy lấy lực của No 1 ngoài siêu khỏe. Phương cái gì đây? Phương Anh đang đóng một đống là vùng cách rất là nghịch ngợm. Bốn chiếc EBA thẳng hàng nhau tắp tắp. Một cách hơi nghịch ngợm, nhưng mà năm chiếc EBA. Nhưng mà No 1 có một vùng cách đánh cung R rất phiêu. Năm chiếc EBA thẳng hàng nhau. Năng chiếc bên là thẳng hàng nhau, và bên kia thì Gunny như vẫn chưa lên đời khi mà điểm số của Gunny đang quá thấp. Rất nhiều ruộng rồi và lực cũng đang siêu khỏe. Tiếp tục xóa ruộng. 4 chiếc nhà BS dành cho cái thủ No 1. Lượng gỗ siêu đều, siêu khỏe. Khỏe gỗ, khỏe cả thịt luôn. Khi mà vẫn đang còn những cây quả ăn một bài mà không lên sớm, nhưng mà gọi là châu du dân. Bàn này là có một bàn này là có thể đánh được 6A đấy. Còn nó một không thích thôi. Bây giờ 5 chiếc này bên A góc siêu đều. Tiếp tục xóa ruộng. Bằng tơn đầu tiên chưa ra hết thì đang sóc tơn thứ hai. 5 BA. Còn bên kia Gunny chuyển qua bài đánh 4 BA và ốp A luôn. Khó cho Gunny trận này rồi. Không có cho dân ra xe luôn không? Ở đây xe luôn. Thế vậy thì Gunny khó rồi. Khả năng Gunny thì cần phải có. Vâng vậy Gunny resize luôn. Tỷ số là 4-1 ở dòng 4-2 trong kèo đấu AC. Và chúng ta chờ một chút trước khi đến với trận thi đấu chung kết đầu tiên của Gunny trong kèo đấu AC này.